Xin chào các bạn, hôm nay cân điện tử Quốc Thịnh xin giới thiệu các bạn cái dòng cân điện tử KD TBED 300 g. Cân là 300 g, size số là 0.01, cân nhỏ nhất là 0.2. Đây sẽ có dùng kính chắn gió này. Thì đĩa cân sẽ làm bằng inox, à, bằng thép không gỉ. Rồi đây sơ qua được cân, cân siêu cổng 232. Kết nối máy tính và máy in hoặc cả bảng đèn. Đó là sơ qua về cân. Cân có màn hình trước và sau, sử dụng màn hình LED. Thì sau đây mình xin giới thiệu sơ qua một số chức năng và một cái tính năng hay và các tính năng hay sử dụng nhất. Rồi đầu tiên các bạn sẽ lắp kính này, lắp cái lồng kính, lắp lồng kính. Cân sẽ trước khi giao hàng cân sẽ không có lồng kính thì mình sẽ tự lắp, lắp nó đơn giản. Lắp trên lồng kính bằng nhựa để tháo lắp dễ dàng. Tác dụng là để chắn gió ảnh hưởng đến kết quả cân. Đây là các cái phím nhấn, phím mở nguồn, phím đếm và phím chuyển đổi, phím trừ bì, phím về không. Đây là các cái đèn LED báo cân sử dụng màn hình LED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. LED 7, 7 số, số LED 7 loại. Rồi các cái đèn báo này. Đèn báo cân sử dụng chức năng gì hoặc tính năng gì hoặc đơn vị gì là sẽ thấy báo trên đây. Đây đèn báo sạc. Đây là cái đèn báo ở đây là cái chỉ báo thăng bằng. À, đây là màn hình phía sau cũng đầy đủ các cái đèn báo, tiện lợi cho người sử dụng. Rồi sau đây mình giới thiệu các bạn một số cách sử dụng một số tính năng cơ bản của cân. Mở nguồn này, các bạn chờ cân khởi động về không rồi mình cân. Nó cân này không bắt đầu bị cân, bỏ đồ vào cân đẩy lại, cân báo đèn ổn định thì mình đọc kết quả. Cái phím này như phím này phím đếm này, mình lấy mẫu trước rồi mình đếm thì không xài. Nói chung là mình sẽ chung là cân này sẽ ít chuyên về đếm, cho mình muốn đếm thì vẫn đếm được. Nhưng mà nó sẽ không tiện tại vì mình từ từ cân đếm sẽ có 3 màn hình, nó sẽ hiển thị cụ thể hơn. Đây chỉ có một màn hình chuyên về cân. Đây là các chuyển đổi đơn vị này. Đó, khi chuyển đổi đơn vị gì nó sẽ báo đèn. Đó. Đây gam. Đây là T vàng rồi ZT đó, OZT đó. Đây gam. Đây là cái phím trừ bì. Trừ bì là ví dụ mình trừ bao bỏ cái bao bì lên á. Đây, ví dụ như mình bỏ bao bì lên đúng không? Rồi, bạn nhấn này, trừ bì. Sau đó mình lấy mình bỏ đồ vô cân. Cân chỉ tính cái trọng lượng của vật thôi, không sẽ không tính bao bì. Rồi mình lấy ra sẽ bị âm, đúng không? Bị âm cái số bao bì mình trừ đó, mình nhấn lại thôi. Và trừ bì thì có một cái phím nữa là phím không này, không là cân, khi cân mà cân không ở không thì mình sẽ nhấn phím không này. Sẽ bị dao động, nói chung là cân sẽ dao động theo điều kiện môi trường, không thể vợ ở không được. Thì khi không ở không thì mình sẽ nhấn phím này để không bắt đầu mình cân. Trên đây là một số tính năng và các chức năng cơ bản của cái dòng cân điện tử KDTBAD 300 g. Thì các bạn có nhu cầu sử dụng dòng cân này hoặc cần tư vấn thêm về những dòng cân điện tử khác thì có thể liên hệ với bên cân điện tử Quốc Thịnh qua số hotline là 0939 121 568 để được tư vấn và hỗ trợ thêm. Xin chào và hẹn gặp lại.